cho tất cả các bạn đang xem video của mình. Ở video lần này thì mình sẽ chia sẻ một các bạn trên cái xe ô tô chúng ta. Nếu mà anh em nào đang chạy cái xe ga điện vào sáng sớm, xe chúng ta có hiện tượng là đề rất là dai, rất khó nổ ha. Muốn nổ được thì chúng ta phải bơm tay, bơm tiếp cận nhiên liệu lên thì may đâu xe chúng ta mới có thể nổ được. Thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh em mình biết cái nguyên nhân cốt lõi của cái căn bệnh này nó nằm ở vị trí nào ha. Đây là cái xe mà có trang bị hệ thống nhiên liệu Cummins reo. Cái này mình thấy nè, ống 6 ha, hay còn gọi là ống reo đấy. Thì ở một cái video lần trước thì mình cũng đã nói về cái hệ thống nhiên liệu Cummins reo này rồi và một số thành phần cốt lõi của cái hệ thống này. Thì bên trong cái hệ thống này có một cái bơm tiếp vận nhiên liệu và cái bơm co-op nó nằm bên phía dưới đây. Đây là cái bơm co-op này nha. Đây, mình đang chỉ là bơm co-op. Bên này là cái bơm tiếp vận nhiên liệu. Đấy. Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề mà nó dẫn đến tình trạng là xe chúng ta đề vào buổi sáng khó nổ đó là do cái bơm tiếp vận nhiên liệu này ha. Đấy. Thì cái bơm tiếp vận nhiên liệu này bên trong này nó có hai cái van an toàn ha và nó sẽ bị hỏng. Thì xíu nữa mình sẽ nói cho tất cả anh em vì sao mà nó hỏng ở vị trí nào trên cái bơm tiếp vận nhiên liệu này, dẫn đến tình trạng là xe chúng ta vào sáng sớm đề rất là khó nổ ha. Đề rất là dai, khó nổ và muốn nổ được là chúng ta phải bơm tay ha. Cái bơm tay của xe này nó nằm dưới này. Đấy. Đây. Vào sáng sớm là chúng ta bắt buộc chúng ta phải bơm tay đó, bơm những khi nào nó căng này thôi ha. Và chúng ta xả gió ở trên ống reo này thì xe chúng ta mới nổ được. Đấy, chúng ta phải xả gió tại những cái ống reo này. Đấy. Thì xe chúng ta mới hy vọng là nổ máy được. Nếu bị cái bệnh đó thì chúng ta nên thay cái bơm tay đó đi. Thì bên mình cũng có bán một cái số phụ tùng vật tư của cái dòng xe của động cơ Cummins thì hoặc là cái dòng xe Deo, Hyundai, Hino, phụ tùng semi remote và phụ tùng hệ thống phanh khí nén. Thì các anh em mình cần thì hãy liên hệ với bên mình ha, 038 9898 100, thì mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em mình và mình sẽ ship code toàn quốc. Ok, chúng ta sẽ tiến hành vào việc. Đây các anh em mình, đây là cái bơm tiếp vận nhiên liệu. Nhiệm vụ của nó là vận chuyển nhiên liệu từ dưới thùng dầu đi lên tới bơm co-op ha. Đấy. Thì trên cái bơm này có cái thành phần cấu tạo như sau. Thứ nhất là cái đường ống dầu vào thì các anh em mình cũng thấy là có một mũi tên đi vào ha. Và ống dầu ra thì có nghĩa là sau khi mà đã tạo ốp ra rồi thì cái đường ống này nó sẽ cho đi ra ngoài, đi lên cái lọc tinh và từ lọc tinh đó nó sẽ đi vào cái bơm co-op. Đấy. Thì trên cái bơm này mình đã tháo ra rồi. Đấy. Thì để cho tất cả các anh em mình có một cái nhìn tổng thể về nó ha. Thì cái bơm này nó được dẫn động bởi cái bơm co-op nhờ vào cái khớp này ha, cái khớp này. Thì trên cái đường ống này thì cái đường cái lỗ này thì đó là chính là cái lỗ dầu hồi từ bơm co-op đi về ha. Bơm co-op chúng ta sau khi cái bơm này nó bơm lên lưu lượng nhiều thì nó sẽ có một lượng dư nhiên liệu thì nó sẽ đi thoát vào cái lỗ này ha. Đấy, và nó sẽ đi ngược về bên trong lại cái đường dầu vào của bơm. Đấy, và tiếp tục nó tuần hoàn nó bơm đi. Đấy. Thì bây giờ mình tháo ra để cho các anh em mình xem cái tổng thể của nó ha. Đấy, các anh em mình thấy không? Đây. Thì cái khớp lay bơm của nó là nó sẽ đi vào đây ha. Cái bơm của ốp chúng ta nó sẽ có một cái khớp và nó sẽ đi vào đây và bánh rang đây là bánh rang chủ động ha. Khi bơm của ốp chúng ta quay được dẫn động bởi động cơ, nó quay thì nó sẽ làm kéo theo cái bơm tiếp vận nhiên liệu này sẽ quay. Và nó quay đó thì nó sẽ hút cái lượng nhiên liệu chúng ta đi vào cái khoang đẩy và nó sẽ đẩy ra cái đường đẩy đây ha, cái đường bên này. Đấy. Thì bây giờ mình để mình tháo ra cho các anh em mình xem ha. Cái bơm này thì đặc biệt là lưu lượng của nó cũng nhỏ thôi chứ không có lớn lắm ha, tại vì cái bánh rang nó rất là nhỏ ha. Đây là cái đường ống dầu vào ha. Đường ống dầu vào thì tương ứng đây mình lật qua này thì có nghĩa là lỗ này là lỗ dầu vào bên phía dưới và lỗ dầu ra nằm bên phía trên và nó sẽ đi ra bên cái đường này. Đấy. Thì bơm tiếp vận chúng ta nó sẽ quay theo cái chiều nào. Đây. Đấy. Thì khi mà bơm chúng ta quay thì nó sẽ quay theo chiều này ha. Đấy, nó quay theo chiều này. Đó. Nó quay theo chiều này thì nó sẽ hút cái dầu đi vào bên trong này.
đấy, và nó sẽ đi vào bên đẩy, nó nén cái lượng nhiên liệu đó vào bên trong, nó đẩy ra cái lỗ bên kia, và sau đó nó sẽ đi ra đến cái đường này. Trên cái bộ bơm tiếp vận nhiên liệu này nó sẽ có hai cái vân an toàn đấy, thì có một cái vân an toàn bên này và một cái vân an toàn bên này ha. Khi mà lượng nhiên liệu chúng ta ở trên cái đường câu áp này nó quá cao thì nó sẽ dẫn đến nó đẩy cái viên bi này lên ha, và nó sẽ cho dầu chúng ta đi ngược về trong cái đường hút lại để cho nó tiếp tục nó tuần hoàn. Và cái bên này cũng có một cái vân an toàn nữa. Vân an toàn này để nhiệm vụ là để khi mà xe chúng ta bị vượt tốc hay bị một cái lý do nào đó nó chạy quá tốc độ thì cái vân an toàn này nó sẽ bị tiếp tục nó mở ra để cho nó mở dầu, và dầu chúng ta sẽ tiếp tục tuần hoàn bên trong này ha. Đó, nó có hai cái vân an toàn lận. Thì cái nguyên nhân vì sao mà xe chúng ta bị đè vào buổi sáng rất là lâu, xe cho chúng ta đậu 10 phút là khoảng tầm 10 phút là chúng ta phải bơm nhồi tay, bơm tay lên thì chúng ta mới đè được. Đó, là chính là vì cái nguyên nhân này. Đây, bên trong này nó có một cái lò xo nha các anh em. Một cái lò xo này. Đây. Ha. Một cái lò xo. Và bên trong này nó sẽ có một cái viên bi nữa ha. Đây. Viên bi đang nằm trên tay mình đây ha. Đấy. Thì bên trong cái lỗ này các anh em hãy để ý nha, giữa tiếp xúc giữa cái viên bi này ha, tiếp xúc giữa viên bi này và cái vỏ, nó sẽ có một cái mặt đồng ha. Nó có một cái ống đồng, và cái ống đồng này lâu ngày cái viên bi này chúng ta nhảy lên nhảy xuống liên tục như vậy thì dẫn đến cái ống đồng đó nó bị bể, nó bị biến dạng đi ha, nó không còn kín được nữa, dẫn đến là dầu chúng ta nó sẽ từ cái đường đẩy này ha, khi mà xe chúng ta tắt máy thì dầu trên đường đẩy này đáng lý ra nó sẽ giữ được cái ốp đó, nhưng mà khi mà trên xe chúng ta tắt máy khoảng tầm 5-10 phút thì bắt đầu là dầu chúng ta bắt đầu từ cái đường câu ốp này bắt đầu nó lòn qua cái đường khe hở của cái ống đồng đó, nó lòn qua viên bi này ha, và nó là đi về cái đường thấp ốp này. Đường thấp ốp này vô tình nó lại đi về cái lọc thô, dầu thô, và dầu thô chúng ta sẽ đi hầu về cái bình chứa, dẫn đến trong cái hệ thống nhiên liệu chúng ta trên cái đường ống này nó không còn dầu nữa. Đấy, cho nên là vì sao mà xe chúng ta đậu được tầm 5-10 phút là xe chúng ta phải tiếp tục chúng ta phải xuống bơm tay cho xe để chúng ta mới có thể khởi động xe nó nổ được. Đó là cái nguyên nhân mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh em mình biết, đó là nó hãm cái ống đồng bên trong này ha. Cái mặt tiếp xúc giữa cái viên bi này và cái vỏ của nó không được kín nữa, dẫn đến dầu chúng ta trên đường câu ốp này nó hồi về cái đường thấp ốp, dẫn đến nó hồi về thùng chứa, dẫn đến là xe chúng ta bị mất nhiên liệu ở trên cái đường thấp ốp này, dẫn đến là xe chúng ta đề rất là khó nổ. Đó là cái nguyên nhân mà mình muốn chia sẻ tới tất cả các anh em. Rồi, các anh em mình xem video mà thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau. Hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em là anh em thợ và tất cả các anh em là lái xe ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.